tấm 72, đừng nói về cái quan niệm, đang giảng kinh về cái quan niệm là cái khổ ách. Khổ là cái thống khổ, ách là cái khó khăn. Thì những cái khổ nó có thể chia ra 8 cái loại khổ chính. Thì là hai lần trước chúng ta đã giảng sơ sơ về 4 cái khổ đầu tiên rồi, là sinh lão bệnh tử. Rồi bây giờ nói thêm về cái 4 là khổ cuối cùng. Mỗi người cứ việc nghĩ kỹ lại cho coi, chúng ta đều phải trải qua 8 cái là khổ này. Sinh lão bệnh tử, không ai tránh được cái chuyện đó. Mình đã giảng rất cặn kẽ về cái 4 cái loại khổ đầu tiên là sanh lão bệnh tử. Thì có những người nói tôi đời tôi khỏe mạnh, cái gì biết nói thì cũng đúng. Tại sao? Tại bác sĩ nói rằng là tất cả chúng ta đều ai cũng bị đau lưng hết. Cái số 5 là cái loại khổ thứ 5 là ái biệt ly khổ. Có nghĩa là mình rất là thương yêu người đó, mình thương yêu thì mình muốn gần gũi người ta, để gần gũi không được. Mình thương yêu mà không gần gũi nữa, nó khó chịu, nó đau khổ, dễ sợ. Ai đó đã biết yêu chưa? Những cái tụi trẻ nó chưa biết tình ái tình là cái gì hết đó. Nó trẻ, nó không hiểu được cái giá trị của cái yêu đương là cái gì. Cái ái tình đó làm chúng ta rất chấp trước với người mình yêu thương. Khi nói chuyện yêu là mình muốn gần gũi người ta mà mình không ấy, thành như mình nhớ nhung, mình ao ước. Có một cái loại biệt ly mà rất là khó mà nhận được, người mình thương yêu nó rất khó mà xa cách được. Một cái loại xa cách nó rất khó mà chấp nhận được, chắc chắn vì ai cũng biết cái đó rồi. Trừ phi những người còn trẻ tuổi, ta không biết thôi. Tử biệt. Tử biệt. Tử biệt. Ngày tốn có thể nói chuyện người kia, có người bạn, có cô bạn đó. Là thương cha lắm. Ông cha đã chết một năm rồi. Mà hiền sau một năm trời vẫn chưa nói chuyện về cái chết của ông cha mình được. Nó đọc không? Beer. Việt Nam mình uống bia là phải có đá trong mới là gọi là bia. Yeah. Bia là gì ạ? Người Mỹ bắt trước mình. Việt Nam mình là bắt đầu tiên hết á. Mình xong mình làm việc mình tới mình nhậu, xong mình nhẹt. Mỹ bây giờ nó mới bắt trước mình. Mặc dù năm rồi mà không có nói chuyện được. Mà rất nhiều người ta rất là khó mà quên được cái người quá cố. Anh quý vị thấy không? Cái mà mình xa cách cái người thương yêu mình mà bị người ta chết á, mình khó, mình khó mà khó chịu, sợ khổ sở vậy sao? Có những người nào mà như vậy đó, thầy thương bà nội thầy vậy sao? Thành ra những người như vậy, có những cái hoàn cảnh như vậy thì Phật giáo mình có một cái liều thuốc là mình hẹn gặp nhau bên Tây Phương Cực Lạc đó. Rồi mình qua bên Tây Phương Cực Lạc đó, mình sẽ ở chung với nhau rất rất là lâu. Mà ở chung mà không có cãi vã nhưng ở chung ở đây đâu. Đúng không? Ở đây mình thương yêu nhau nhưng đều mà ở chung với nhau là không tránh chuyện cãi cọ được. Nhất là mấy cái vợ chồng nó trẻ nó không tránh được cái chuyện đó. Nhận ra nhau hả?
Cái mình nghĩ sao? Trừ có Kim Điền thôi. Mình sẽ nhận ra nhau hết. Qua anh kia thì có một số lớn sẽ nhận ra được nhau. Ai thắc mắc gì khác không? Thế mình khổ sở lắm. Mình khổ sở khi mình chia biệt ly cái người mà ở xa, cái người mình thương. Cái loại khổ tương tự thứ sáu là oán tăng hồi khổ. Mình ở chung với người mình ghét cay ghét đắng. Ngày nay mới ngồi ăn trưa nói chuyện, mấy thầy mấy trò nói chuyện với nhau, nó nhỏ nhỏ với nhau kể chuyện cái chuyện hậu cung. Biết cái chuyện mà người mà cung phi, người hoàng hậu mà sống chung trong hậu cung đó, nó khổ sở dễ sợ. Quý vị biết không, mà khổ sở dễ sợ là trong sống trong cung, trong cái cung, những người cung nữ đó, họ khổ sở dễ sợ là sống chung với kẻ tử thù. Họ đang sống mà họ đang tìm cách để hại mình. Cái thứ bảy là cầu bất đắc khổ. Mình mong cầu mà mình không cách nào mình có được. Cái tâm mình muốn mà không có cái khả năng mà lấy được mà đạt được. Mình cầu mà không được á, cái mà mình cầu mình làm không được á, nó làm đau khổ khổ sở, mình thiếu cái tự tin, cái bản ngã mình nó bị dao động, mình không còn mình nữa. Cái thứ tám, khổ thứ tám là khi ngủ ấm mà nó thình, ngủ ấm thình. Khi tiếng Hoa này mà dịch cái phần tiếng Hoa thì nêu trích ra cho quý vị thấy, cái này là cái họ giảng trật, họ không hiểu cái nghĩa đó. Cái ngủ ấm như là lửa cháy rực vậy đó. Lửa cháy nghĩa là sao? Quý vị tưởng tượng quý vị đứng vào rừng mà bị rừng nó cháy, xung quanh mình toàn là lửa, không, cái đó nó khổ như vậy đó. Mình không cách nào mà thoát được, xung quanh mình là toàn nguy hiểm, toàn là chết, không cách nào thoát nổi. Cái ngủ ấm nó như vậy, là cái lửa của cái ngủ ấm đó, nó tương tự như vậy, nó nghĩa như vậy đó. Thì cái ngủ ấm của chúng ta nó đang bảo vệ, nó hãm vệ chúng ta mà đang hại chúng ta, mà ta không cách nào mà thoát nó nổi, không cách nào mà thoát nó được hết. Ai thắc mắc gì không? Người nào bị hãm vây cái này? Quý vị mà ở dưới trình độ tứ quả la hán thì quý vị bị cái ngủ ấm nó vây quý vị, mà quý vị cách thoát không được, không cách nào tránh được cái khổ đó. Cái người mà tứ quả a la hán thì có thể thoát được, còn dưới đó thoát không được. Những cái người mà phàm phu đều là bị nó vây hết. Thiên nhân, nhân gian, quỷ thần không cách nào thoát được. Dặn cái cô Kim này vẫn chưa thoát được cái tam tai. À, khi cô này hiện bây giờ đó, không cách nào mà cô thoát được. Nói chuyện ngủ ấm là có nhiều cái chuyện mà vì cái ngủ ấm đó mà cô này không cách nào mà thoát được cái thiên tai thứ ba, là gió nó thổi đến độ mà nó bay hết tất cả, mình chết luôn nữa. Sau tới cái cuối cái tầng của cái thế kỷ đó, của cái kiếp này, thì có một cái loại cái tai gọi là cái phong tai, là gió nó thổi lên. Trong cái vũ trụ có gọi dưới cái quả trời chúng ta, quả thế giới chúng ta, ở dưới cái quả ta bà này có cái gọi là cái phong luân, bắt đầu nó thổi, gió nó thổi, tại nó thổi mạnh đến độ mất tất cả những cái gì đó, nó bị hư hết, nó bị tàn phá hết, cho tới cái quả thiền thứ ba, tam thiền luôn, thứ ba còn bị
tặng đó. À, có người nói là như vậy có hại cái quả trời, phá hại tàn phá quả trời đau lợi thôi, nó có tại đau lợi vẫn còn trong cái dục giới, cái tam thiền trong cái vô trong cái sắc giới rồi, nó vẫn còn bị tàn phá như thường. Cái sự thật á của cái ngũ ấm á là giống như cái tù ngục của mình vậy đó. Mình đang bị ở tù, mình cứ tưởng là tự do. Như cái cô mặc áo xanh xanh ở sau nói, ồ, tôi là thoải mái sung sướng đầy đủ, không có, đang ở tù đó em. Mình đang bị, mình là tù nhân của cái thân của mình. Không ai biết chuyện đó, không ai nói chuyện đó. Mình sống cuộc đời mình làm tù, cái tù ngục của mình là cái thân của mình, không cách nào mình chạy đâu được cái đó. Rồi khi mà tới cái lúc mà mình chết á, mình đổi cái thân này, mình lấy cái tù khác thôi. Cô Quả Ngân. Mình tra tánh được phong tai. Tăng trưởng cái định lực của mình. Quán sang Tây Phương Cực Lạc. Có ý kiến gì khác không? Tứ thiền trở lên. Quý vị, nếu mà quý vị sinh vào quả tứ thiền trở lên á, thì nó không bị cái phong tai nữa. Thì hạn như ngày mai, tuần sau. Tuần sau mình ăn nhậu bữa cuối cùng. xong rồi phong tai nó tới. Mình có thể mình hoãn là cũng được. Quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Một Phật thầy, theo con nghĩ là giả sử mình biết như vậy, mình đang nhờ cố gắng chú đại bi cầu Bồ Tát Phật Bồ Tát, cứ chỉ niệm nó lơ lửng đi xa xa chỗ. Tới hành tinh khác. Đó là một cái cách khác. Nói cách khác là cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đúng không? Ngoài Quán Thế Âm Bồ Tát là mình sẽ tai qua nạn khỏi. Hoặc là mình tụng cái dược sư thần chú. Thường thường tối thứ bảy là cũng tụng một tí. Ok. Giống như một vài năm trước con có nghe huyết mô động đắc cả đi, mà không sao rồi, tay ghê gốm lắm kìa. Mấy con cho nó mát vậy, giờ mới mua gì trước cho nó con, mà họ trước cố gắng sớm chị tự em ngồi với má mình thành chú đều rồi. Tay qua nặng khỏi, giờ trước cái gì cũng vậy, cũng đâu có giúp được con mình cái gì đâu, quan trọng là cầu không có thôi. Cái vị để ý cái vùng LA nó ít động đất dễ sợ không? Ở Bắc Cali nó nhiều hơn ở dưới này. Ở xíu vùng Nam Cali nó có nhiều động đất, nhiều xíu mình không tránh được. Mấy cái lớn cái toàn ở trên Bắc Cali không? Tại nhờ mấy cái người mà tam thiền tu đó. Cái gì có bao giờ nghĩ tại sao mà bây giờ cái năm này đó, mùa đông năm này đó, nó tuyết nó bão bên phía miền đông của nước Mỹ nó tới tấp, biết tại sao không? Bên nữa không có đại kim. Nhiều trên Bắc. Nhiều mấy thầy đó, điểm kinh nhiều lắm, thầy có những cái gì đó có thể nó thiên giai quả nạn nó không thể chê chở bớt, không có nhiều. Tại bảo Phật chùa đường chùa nhiều lắm. Đúng rồi, nhờ Bô Sa nhiều chùa đó. Nhưng đều tại sao thầy hỏi vấn đề tại sao bên miền đông nước Mỹ đó, năm này nó tuyết tới tấp.
Người ta chết qua trời một cái trận tuyết này, chết mười mấy người, 200 người. Tại sao vậy? Có ai biết không? Tại sao không? Năm này đó, cứ một cái bão tuyết rồi tới thì tiếp tục nó theo bão tuyết khác, nó theo bão tuyết khác. Nó rất là lạ, rất là kỳ lạ. Không ai biết hả? Khí hậu thay đổi. Không ai biết hả? Thế quả ngân không biết hả? Biết tại sao không? Khỏi vào mặt thành hỏi tại sao được không? Ông chê là nhờ cái ông nha sĩ mập đó, nó là lên hỏi vào mặt thành dùng thử. Ông nói là tại cái chùa Kali mà nó giỏi hơn mấy chùa bên Đông Tây. Đời xưa đó có một cái vương quốc đó, đó bị nạn đói, dân chúng chết lên chết xuống, đói quá chết. Đó là tại vì lúc đầu nó hạn hán, xong rồi trồng trọt không được, rồi dân chúng mới đói, mới chết lên chết xuống. Thì ông vua đó mới kêu cái ông quân sư tới hỏi: "Vì mà làm cái gì mà cứu dân bây giờ cho nó họ bớt khổ?" Cái hạn hán chết đói này á, là cái loại khổ nào đây? Không phải là sinh không? Không phải là sinh phải không? Không phải là cái khổ. Đói là một cái loại bệnh. Quý vị biết không? Cái đói là một cái cơn bệnh. Bởi vì trong cái nền văn hóa người Trung Hoa đó, cái đồ ăn đó, thức ăn đó là một cái liều thuốc, tại nó chữa cái bệnh đói. Mỗi ngày chúng ta bị cái bệnh đói. Cái khổ là thứ ba là mình rõ ràng cái lúc mà bị chết đói là bị bệnh đói này, xong bị chết nè. Có phải bị xa cách người mình thương yêu không? Mình gặp những người mình ghét, có không? Nó đang dành đồ ăn của mình. Mình cầu mà cầu không được, kiếm đồ ăn mà mua pizza cũng không nổi nữa. Cái thứ tám là cái ngủ ấm, nó lửa cháy của ngủ ấm. Nồi cái nạn chết đói không là bị 6 cái khổ trùng trùng. Dễ sợ không? Tại quý vị biết những cái quốc gia mà ta bị cái nạn chết đói đó, bị nhận đi Phi Châu này nó khổ sở dễ sợ. Nghĩ lại cho coi, ở Phi Châu mỗi năm đều bị như vậy. Ông vua mới gọi quân sư, hỏi là bây giờ trẫm có cần làm cái gì để cứu nhân độ thế, cứu dân chúng bây giờ. Cái ông quân sư mới nói: cái khổ của dân chúng này đó phải có người gánh nó. Mới nói là thôi bây giờ thần đề nghị với bệ hạ là mình gánh cái lỗi này cho, gánh cái khổ này cho như các quan bách quan. Nó không được. Tại sao vậy? Nó khổ quá sao nó trị quốc bây giờ? Nói mình không có ai nào khác. Ông vua mới đề nghị rồi, nói là thôi để trẫm nhận cái khổ này cho. Và nhờ cái ông vua mà cái lòng từ bi bác ái như vậy đó, thành cái những cõi trời đó ta đồng lòng ta giúp đỡ thành cái dân chúng đó, nó không bị đói nữa. Cái ý nghĩa là như vậy nè. Khi mà cái người lãnh đạo á, của quốc gia mà thiếu sống thiếu đạo đức á, thì cái nước á, dân chúng nó bị rất nhiều cái thiên tai hoạn nạn. Mình quý vị biết bây giờ cái tình hình mà chính trị đó bây giờ đó
chính trị cái những người lãnh đạo chính trị xứ Mỹ nó loạn quá đi, thành ra nó đủ thứ thiên tai đó. Cái vì để ý chứ coi, một cái người lãnh đạo chính trị mà của quốc gia mà thiếu đạo đức á, quốc gia nó bị rất nhiều thiên tai. Ông tổng thống lúc trước đó, ông Bush lúc trước đó, ông cũng bị đủ cái loại thiên tai hết. Hai cha con đều bị bệnh như vậy, ông cha cũng vậy. Thành quý vị biết không, một cái người mà là vua của quốc gia, người tổng thống quốc gia đó, cái đạo đức nó quan trọng dễ sợ. Cái này là không phải là cái thầy biết riêng đâu, cái này là cái trí huệ của bên Phật giáo Trung Hoa ta biết như vậy. Từ xưa đó, một cái vua là mà gọi là minh quân đó, họ rất là đạo đức. Ông chẳng vua Khang Hy đó rất là người rất đạo đức. Cái kinh nghiệm, cái trí huệ của bên văn hóa Á Châu mình đó, những người văn hóa người Trung Hoa đó. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thế à? Như vậy nói như vậy là sao bây giờ về kinh tế nó phát triển ra, nói vậy có đúng không? Nói một cách công bằng, lúc mà cách 1975 á thì dân chúng đói dễ sợ. Bây giờ dân chúng khá giả. Mà hỏi thử là lúc mà đời trước, trước khi mà trước 1975 đó, thì dân chúng đâu có nghèo, đâu có giàu hơn đâu, cũng nghèo dễ sợ lắm. Thì đâu có khác gì đâu. Bây giờ nó giàu hơn. Thành đấu trách mà lãnh đạo nữa. Những người giàu bị thiệt rồi, nhưng mà những người nghèo nó đỡ một chút. Nó phát triển được, nó làm ăn hơn được, thì nó sống lên. Còn những người thì như vậy là không phải họ đạo đức hơn những người lúc trước hả? Dạ, thì còn những người mà giàu, giống như mấy người giàu, mấy người thua mãi rồi đó, thì thua. Bởi vì họ không có làm chung như nước ngoài hết, thì chịu. Còn những người không có tiền mà chịu khó là chịu khó cài cũng làm được, không có giỏi. Còn hồi xưa hồi chế độ cũ đó, mấy người giàu thì giàu lắm, còn mấy người nghèo thì cũng phải cài. Tại sao? Giàu thì nó có tiền, nó có thế để nó áp cái con giả tỷ vậy ha. Những người giàu nó thương mà nó làm đồ, nó mai đồ giả tỷ đi, thì nó được thảy cắt sức cắt để nó bán, nó kéo được cả tháng trời nó xuống nó thâu chị. Còn những giống như mình nghèo thì mình không có tiền, không có vốn. Mình thì phải tự khó mà loại cắt tỉnh cắt bán mà để mà bán cho một chút mấy tiền bạc về làm gốc. Thành ra thấy con thời chế độ của con thấy con không sướng gì đó. Cũng làm cũng cũng khó lắm à. Hồi trước thầy để ý còn đâu còn tham nhũng thời sau này nữa. Ăn bất dễ sợ lắm. Thầy nhớ hồi nhớ là làm con tòa là phải gửi từng cái hộp bánh vàng, bánh lưu vàng để mà đốt thành làm sao mà hoạt động sương mãi được. Đâu phải đời. Đổi gì đó. Ông chuyển đồ vàng dòng của ông 18 tấn nữa thầy. Tính coi tiền đó bao nhiêu. Cũng quân dân ở nước ngoài. Mọi người có cái tư tưởng khác nhau. Và con Ngân nghĩ sao? Cô con Ngân đương nhiên có cái tư tưởng riêng của cô. Bây giờ thầy thấy là
Ông Diệm á nghe, đời từ xưa thầy nghe nói, tại thì cũng đó trước thầy, ông Diệm á cũng là rất là thanh liêm, sống rất là không có xa xỉ phẩm đâu. Nghe ta đồn như vậy đó, thầy nghe như vậy thôi. Thành ra cái dân cái nước đó nó hòa bình, nó tương đối nó yên ổn. Nó yên ổn. Rồi sau khi mà ông theo ông lời ông Nhu mà đàn áp cái Phật giáo rồi mới bắt đầu mới lộn xộn, chứ còn lúc trước đâu có sao đâu. Thôi bởi vì đừng có đụng Phật giáo, phiền lắm. Quý vị thiệt sự nghĩ rằng mấy người lãnh đạo chính trị họ có nhiều cái quyền hành như vậy hả? Thầy không tin, nhưng mà may có ông Mỹ nè, ông tới 7 năm, tuần nào cũng tới để nhắc mình mà trở về nói nó pháp, chứ đừng nói tầm bậy tầm bạ. Ai thắc mắc gì nữa không? Bà chính trị một cái là bà thân hư, bây giờ bà thăng nóng. Thầy run cơ cặp, đang sợ không biết ai tấn công mình đây. Đừng lo, không biết là nhóm thân cộng là chống cộng nó sẽ tấn công thầy, chỉ trích cái buổi giảng pháp này của thầy. Còn cô Tân Hương này nóng, thầy đừng lạnh run. Thầy đừng lạnh run. Không sao hết. Vô nên tốt cho mình lắm. Chứ hề không cần thiết. Tại sao vậy? Hỏi có lý do. Cái bà này hỏi khi nào bà có cái dụng ý hết. Tại sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi thiệt ra đi. Không biết vậy thôi hả? Vô minh không có hại gì hết á. Nó đâu khác gì người khác đâu. Ai cũng vô minh như mình hết á. Mà mình có trí huệ là người ta ghét. Mà mình vô minh người ta thương. À, ta thương. Cái khổ là vậy đó. Thành cái người á, không phải thấy nó đùa đâu. Cái người mình thiệt sự có trí huệ, ta không đờ. Ta cầu quản dễ sợ lắm. Người ta có trí huệ, thành ta ta khu cờ để cái người vô minh người ta không có ghét, không có thù người ta. Tất cả những cung phi, những cung tần, vương phi, cung nữ, hoàng hậu đều có một cái điểm chung là cái gì? Họ ganh tị nhau. Tại sao ganh tị với nhau? Giành địa vị, quyền lợi. Thế cô nhỏ nhỏ này nè, giành riêng ông vua. Đừng có lộn xộn con, mình đừng nói chuyện rất đàng hoàng. Sao cái cô mặc áo xanh? Sắc đẹp. Tại sao vậy? Có một cái chung. Cái cô này đó đúng rồi, đẹp dễ sợ lắm. Từ từ thấy đúng cái vô minh chứng minh. Họ rất là đẹp nhưng mà họ vô minh. Vô minh chỗ nào? Vô minh chỗ nào? Tưởng tượng về cổ quan ngôn, tưởng tượng mình là vong hậu đi. tưởng tượng thôi. Cảnh đừng tưởng tượng mà trong hậu cung mình sống như vậy đó. Mình là đẹp, nghiêng nước nghiêng thành,
cười, rút cái cười. Mới vào được hậu cung chứ. Cái điều kiện đầu tiên hết là phải đẹp, đúng không? Là sao? À, đúng, đúng. À, đúng, đúng mà vô mình. À, thì à, mặc dù họ họ đẹp nhưng họ cùng một cái bệnh là cái bệnh vô minh. Hả? Ai cũng muốn làm số một hết. Nghe quen thuộc không? Hả? Cái người là ca sởi nè, cũng muốn làm số một. Thấy cái ý của thầy không? Vì nếu mình giỏi hơn người ta, mình lộ đầu ra là người ta sẽ ganh tị với mình. Cái đó mới gọi là vô minh. Mình vô minh tại vì mình đòi hơn người ta, vì muốn chứng minh là mình giỏi hơn người ta. Như cô Kim Điền, cô làm tất cả mọi chuyện để cô chứng minh cô giỏi hơn những người khác ngồi bên cạnh cô. Cười tủm tỉm. Mình làm như vậy người ta ghét mình, đâu có thương đâu. Mình muốn nổi bật ra người ta ghét mình, ta ganh ghét mình. Cái đó là cái vô minh của mình. Mình muốn trội ra. Rồi cái vô minh là cái gì? Nếu nói về bàn về cái tám cái khổ này thì vô minh là cái khổ nào? Thứ nhất, thấy ngủ ấm có phải là vô minh không? Cái vô minh có phải là ngủ ấm là không? Mình không cầu được. Cầu mà không được, có phải vô minh không? Dốt quá, tại sao không suy nghĩ ra được? Mình ghét người ta, mình phải ở chung người ta. Phải vô minh là không? Đâu cần phải ghét đâu. Tại sao ghét nó làm như gì? Thì tại sao mình dốt cái độ mình phải ở gần người ta làm cái gì? Leo xe bus đi, đi đi gì nó đi. Bởi vì nó gọi là vô minh. Nó dễ ghét mà nó gì đó. Bởi cái sự đàn bà trường kỳ, trường tình, nữ nhi trường tình. Nó ghét quá trời, nó ghét chồng quá trời vẫn ôm cho em vẫn thương anh như thường. Anh bỏ anh được. Giống như hoàng hậu mà khi mà bị ông vua giết rồi, nó là tại sao trước của đời tôi á, trẫm á là dùng người như là giết người như ngoé vậy, dùng người như là dễ rách vậy đó, dùng xong là vất. Mà Khánh á là vợ của trẫm, đã thấy trẫm đã như vậy sáu mấy chục năm rồi mà tại sao vẫn còn thắc mắc, tại sao ngày hôm nay tôi hại mà còn do dự, còn thắc mắc gì nữa? Mới hỏi bà đỡ với tôi được mấy chục năm là thấy tôi như vậy rồi, con người tôi như vậy, tại sao còn ở đây làm cái gì? Biết bà trả lời sao? Hả? Trả lời sao? Việt Nam trả lời được, người Tàu trả lời được không? Biết người Tàu trả lời sao? Kim Điền. Vô duyên lãng xẹt. Cái người Tàu mới hiểu được cái tâm lý này. Mình mới mắng ông cười khắc. Dễ sợ không? Bà trả lời sao? Bà trả lời là tôi thương ông hơn là tôi thương thân tôi nữa. Bà hoàng hậu mà nói tôi thương ông tôi còn hơn thương cái thân tôi nữa. Khiếp không? Mà thấy một người nó ác độc, nó tàn nhẫn như vậy vẫn thương như thường. Thì mình gọi là trí huệ được không? Không quả ngân. Cái đó gọi là vô minh. Kinh hoàng như vậy đó. Con người rõ ràng biết là nó sẽ hại mình, chắc chắn nó sẽ hại mình, vẫn thương nó như thường. Khiếp không? Trước khi mà bà chết, bà nói tôi vẫn thương ông như thường.
Thầy đọc tới cái phần đó thầy nói wow. Cái người Tây Phương không thể hiểu được cái chuyện này. Dễ sợ không? Rõ ràng cái này là mấy người da trắng bất chước. Cái đó, Quảng Ngân, đó là thiệt sự đại vô minh. Ở với rắn, trước sau nó cũng cắn mình, mà vẫn ở nó như thường. Khùng. Đó là đại vô minh. Trước sau mình sẽ bị hại, mà vẫn ở như thường. Thì cái đó là đại thừa. Một khi mà quý vị nợ người ta đó, ok, có người dùng cái chữ nợ thì không biết ai nữa đó. Con có đứa nào nó ngáp phải rồi nó dùng chữ nợ đó mà thầy làm lơ. Khi mà quý vị nợ người ta rồi á, quý vị không thể nào quý vị mất cái sáng suốt ngay lập tức. Nó dễ sợ như vậy đó. Hiểu không? Bồ Tát mà nợ người ta vẫn mất sáng suốt như thường em ơi. Bồ Tát mà nợ người ta vẫn mất sáng suốt như thường. Đừng có giỡn. Dễ sợ như vậy đó. Vẫn ân hiểu sự khác biệt giữa trí huệ với vô minh chưa? Bồ Tát rất có trí huệ, người đấng có trí huệ, mà khi mà nợ người ta vẫn vô minh đối với người ta như thường, chiều thôi. Nó dễ sợ như vậy. Thành cái phần đó là cái phần đó thầy thích dễ sợ. Thầy thích cái phần và là cái phần gái đẹp, hoặc là ăn ngon, hoặc áo quần đẹp. Hay dễ sợ, tại vì tôi biết ông nhớ. Nhưng đều tôi thương ông hơn tôi thương tôi nữa. Thành tôi lo cho ổng. Dễ sợ không? Bỏ cuộc đời lo cho ông chồng. Khiếp không? Mấy từ đầu nó biết hết rồi. Nó ngủ gà, ngủ gật gật. Nó quá. May thầy cái tâm nó rộng lượng. Như khi mình có thể nói cách khác là mình không còn, không có sự tuyển chọn nữa. May nhất nó ngủ trong cái phần điện của mình. Thành thấy cái thế vô minh, thấy trả lời vô minh chưa? Mình nợ thôi, mình chịu thôi, phải trả thôi. Phải trả thôi, khi nào hết mình mới thoát được. Rồi mình phải mình cổng, phải cong cổng ra đi sao bây giờ. Còn trí huệ sao? Trí huệ nó hại chỗ nào? Dạ. Yeah. Thầy không biết cái này. Thầy cũng chịu thôi. Mà tại thầy chỉ biết về cái vô minh, thầy không biết về cái trí huệ. Sao mà trả lời được trí huệ bây giờ? Đó. Không, cái phần vô minh thầy giảng được. Cái phần trí huệ phải qua vạn mật thành để họ giảng cho. Mình có thể nói là vô minh đó, là bị thua thiệt. Trí huệ được được lợi hại, lợi với hại. Cái vị đồng ý cho nó, cái huệ thì mình có cái lợi, còn cái vô minh là bị thiệt thòi, bị hại, đúng không? Thấy nó rõ ràng không? Tại chỉ do cái ví dụ để quý vị tự trả lời thôi. Cái trí huệ nó rất có lợi. Nha. Yeah. Ok. Muốn biết trí huệ là gì không? Nghĩ thầy tưởng tượng. Bữa nay ông này cũng cười nhiều quá. À, thầy kể cái gì câu chuyện này được không? À, vậy là Phật. À, gọi nghe câu chuyện. À.
một cái ông Bà La Môn đó tới nán vấn Phật, bẩm Đức Thế Tôn, Thế Tôn có biết về cái lời với cái hại không? Đương nhiên tôi biết, nhờ Ngài giảng cho tôi biết. Đức Phật mới nói, biết quý Phật nói gì về, nói gì, tôi biết quý vị đoán được đâu. Tôi sẽ kể, tôi bàn luôn về cái trường lỗ, cái trường hại. Bà là hôm nay tôi cũng thích rất lắng, muốn đang lắng tai nghe. Đức Phật mới nói, ngủ mà còn ngủ sau khi mặt trời mọc đó là cái hại. Bến Tre nghe rõ không? cái ba vẫn chưa hiểu như thế. Thầy nhắc lại, ngủ mà sau khi mặt trời đã mọc, đã mọc rồi mà còn ngủ đó, là cái hại. Cái này là lời Phật, không phải lời thầy. Cái này cũng phải thầy bịa chuyện, đây trong kinh điển nói, nhưng mà thầy bịa chuyện đó, nghe chưa? Đồng ý chỗ này chứ? Nổi giận là hại. Uống rượu là cái hại. Đức Phật còn dạy gì nữa? Đi xa một mình là cái hại. Quý vị đồng ý cho đó không? Đi xa một mình là cái hại. Phải nhất kiếm người hồi cận dễ. Nếu Phật dạy có 5 cái thôi, cái thứ 5 quý vị nghĩ là gì? Okay, nếu Phật dạy về cái hại thôi, thứ nhất á, là ngủ dậy trễ là cái hại. Nổi giận là cái hại. Uống rượu là cái hại. Đi xa một mình là cái hại. Cái hại cuối cùng, cái năm này cuối cùng Phật dạy cái nghĩ là cái gì? Chấp trước. Cái người Ấn Độ mới biết cái chuyện này thôi. Thế lắc đầu gì nha, lắc đầu. Hả? Thầy bỏ cuộc, nó trật lất hết, trật lất luôn nữa. Cái thứ năm là cái mà rõ ràng nhất. Cái thứ năm là cái mà rõ ràng nhất. Đức Phật dạy hay lắm, Ngài nói đó, quý vị mà muốn mưu toan chiếm cái vợ người khác á, thì quý vị được một cái mà nó không có lợi cho quý vị. Dễ sợ. Cái lời Phật dạy nó tuyệt vời. Đức Phật dạy năm cái loài, cái loài nó năm cái loài hại đó. Đồng ý là không đồng ý? Cái ông Bà La Môn mới nói, ô hay quá. Thì ông nói, ồ, Ngài Đức Thế Tôn giảng về cái hài đó hay quá, tôi chưa nghĩ. Tôi phải hỏi ngược lại, vậy tôi hỏi, xin hỏi ông á, ông làm cái gì, là sao ông hỏi về cái lời với cái hài? Phật lẽ lắm, ồ, tại sao ông hỏi? Nghề ông làm nghề gì? Ông Bà La Môn mới nói, tôi á, là chuyên môn đi đánh cá. Thì Đức Phật mới hỏi, Phật mới hỏi là vậy vậy ông có đánh cá thắng không? Bà La Môn mới trả lời. Ông Bà La Môn trả lời, nhiều khi đôi khi tôi thắng, đôi khi có người khác thắng. Thì Phật mới nói, cái thắng đó nó tầm thường.
cái thắng này nó không có trường cửu. Chứ vì nghe thời thấm thía dễ sợ lắm. Chứ vì nghĩ lại chứ coi, những cái thắng, cuộc thắng cuộc trong đời của mình đó, nó không có trường cửu. Tất cả những cái thắng quý vị có đó, trong cuộc đời mình có bây giờ đó, nó không có trường cửu, đúng là không đúng. Đồng ý là không đồng ý? Nhưng tại sao cả đời mình chưa muốn đi chạy theo cái thắng mà nó không có ý nghĩa vậy đó. Cứng họng trả lời không được. Dễ sợ không? Bà Lâm Môn nói, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Đức Phật mới nói, có một cái loại chiến thắng mà nó trường cửu. Đó là cái gì? Mình tự thắng mình, nó trường cửu. Còn mình thắng người ta đó, trong tương lai sẽ có người khác thắng mình. Mình tự thắng mình đó, không ai thắng mình được nữa. Dễ sợ không? Cái đó là trí huệ đã quả ngân. Thành cái trí huệ đó, nó lợi là cái hại. Để hỏi cái vị lại. Vicky sẽ là lợi. Ai đồng ý với cô Vicky là không? Lợi là hại. Lợi là hại. Mình tiến bộ, cái này lợi là hại. Cô có người nói lợi. Thì bởi vậy thầy mới bắt đầu bạn nói là cái trí huệ là cái hại, mà cái vô minh là cái lợi. Tại sao trí huệ là hại mà vô minh là cái lợi? Mình vô minh mình chụp. Hả? Cái vô minh mình mới chụp. Mình thấy lợi không à? Cái người vô minh thấy toàn lợi không à? Hiểu không? À, cô đâu có hiểu thì cô có sanh có sống vô minh mà lợi được. Vô minh là cái người vô minh chỉ thấy cái lợi, không thấy được cái hại. Cái người trí huệ nói về cái hại, không nói về cái lợi. Đức Phật bắt đầu kể câu chuyện bằng cách gì? Nói về cái hại, đâu có nói về cái lợi đâu. Cái người mà vô minh á, chứ muốn cầu cái lợi. Đúng không? Bởi thầy mới biết về cái vô minh. Đúng không? Mình vô minh mình mới tham lam, mình muốn nhiều, mình muốn lợi, đúng không? Có người trí huệ đó. Người có trí huệ đó là sẵn sàng chịu thiệt thòi. Tại vì sao vậy? Thằng ngã nó không có than phiền nữa. Hết cái ngã rồi, thành không còn sợ thiệt thòi nữa. Không còn tham cái lợi nữa. Thầy đồng ý cái lời trả lời đầu thầy nói rõ ràng không? Vô minh đó là cái hại mà là cái lợi, mà cái trí huệ là cái hại. Vì vậy đó. Ngày hôm nay mình tới cái tấm thứ nhì luôn. Ngồi trước mình đang bàn về cái khổ, vì mình nói về cái khó. Vẫn có 8 cái loại khó khăn trong cuộc đời của con người. Cái 3 khó khăn đầu tiên hết đó là 8 ác độ. 8 ác độ nó gọi là khó là tại vì một khi mà quý vị đọa vào 8 ác độ đó, rất khó mà thoát ra. Bởi vì cái Phật giáo chúng ta tu đó, việc đầu tiên hết là tránh đọa 8 ác độ. Quý vị biết không? Một khi mà đọa vào cái 3 cái 8 ác độ này đó, hằng hà sa số kiếp mới thoát ra nổi. Nó thường như vậy. Nó khó dễ sợ. Cái loại khó khăn thứ tư, mình bị cái căn cơ nó không đầy đủ. Hoặc điếc, hoặc mù, hoặc là ngọng. Bị tật nguyền. Cái loại cái khó khăn. Ví dụ, cái chùa mình á, mấy người bị tật nguyền tới có tới được không? Không có phòng tắm cho họ nữa. Cái chùa mình á,
mấy người mà bị ngồi xa lăng mà đâu có trong phần tắm cho họ đâu. Mà những khi họ tới đó, họ không cách nào ở đây lâu được, chịu thôi. Ai thắc mắc gì không? Tấm 74, cái khó khăn thứ năm, hủy sinh vào cái Bắc Châu. Nó gần gần với Âu Châu đó. Cái Bắc Châu là cái gì? Chúng ta đang ở trên cái Nam Châu. Bắc Châu là phía bên kia của cái núi Tu Di. Đồng ý không? Mấy người tàu đồng ý không? Cái châu chúng ta là Nam Châu, gọi là Nam Diên Phù Đề. Bắc Châu thì gì đó vậy đó. Cái chùa, cái núi Tu Di đó mà có đó. Núi Tu Di này á, thì phía dưới là Nam Châu, phía trên là Bắc Châu. Tại sao sinh vào cõi Bắc Châu á, là khó khăn? Nếu quý vị sinh vào Bắc Châu là sống mạng sống mình 1000 năm. Ở đây á, trung bình 60 năm thôi. Bắc Châu là 1000 năm. Họ sung sướng vậy, sợ họ đầy đủ. Tại sao nó gọi là cái khó khăn? Ở cái Bắc Châu không có Phật giáo, thành không thể nào đắc được giải thoát. Không cách nào mà đắc giải thoát được. Cứ luân hồi hoài à. Cứ kẹt trong cái vòng luân hồi hoài à. Chạy không được. Cái khó khăn thứ sáu, sinh vào cái Trường Thọ Thiên. Cái tên khác của này là cái này là Vô Tưởng Thiên hoặc là Trường Thọ Thiên. Ở đó là quý vị sống 500 đại kiếp, có nghĩa là quý vị sống 640 tỷ năm. Quý vị tưởng tượng quý vị về hưu lúc 60 tuổi mà sống đến 640 tỷ năm, quý vị biết tốn tiền cái chừng nào không? Nồi cái tiền mà trả tiền bảo hiểm sức khỏe không là mình đủ phá sản rồi. Tại sao nó khó khăn? Lâu quá, lúc mà Phật xuất thế đó. Tại vì như vậy này, thầy cho quý vị cái số này và cái lý do. Ngài Di Lặc Bồ Tát sẽ xuất hiện lúc nào? Xuất thế lúc nào? Ngài Di Lặc Bồ Tát đó sẽ xuất thế thành Phật đó khoảng chừng 16 triệu năm nữa thôi. Quý vị ở đâu? Vẫn ở trên cõi trời như thường. Vẫn ở trong cái cõi Trường Thọ Thiên như thường. Tại mạng sống lâu quá. Sống lâu quá này, thành biết bao nhiêu Phật xuất thế rồi mình ở trên kia mình không tới, mình đắc mình bị kẹt. Thành khi cái gì những cái người sống lâu như vậy, khi ta hết tới cái kết mạng của họ rồi, mạng họ hết rồi, họ rớt xuống thì họ Phật đã đi rồi. Không gặp được Phật. Thành cái khó khăn, cái nạn khó khăn á là cái gì sinh trước khi Phật xuất thế hoặc là sau khi Phật xuất thế. Như chúng ta gặp cái nạn là cái nạn sanh sau khi Phật, đúng không? Thành học khó khăn vậy sao? Tới muốn học Phật pháp thì việc cái thiên ngày Thích Vịnh Hóa dạy cái gì? Con phải chịu khó ngồi kiết già đi con. Thế chạy dài á, mấy người Việt Nam chạy dài á. Dạ. Thấy không? Nó khó khăn như vậy đó. Lúc một cái vị gặp Phật còn tại thế, Phật nói cái đắc quả ngay lập tức. Những cái người mà lúc mà Phật còn tại thế, ngài nói pháp là đắc quả ngay lập tức. Buổi sáng thầy kể cái chuyện đó, cái gì những người muốn tới đó, là kể chuyện mà Đức Phật gặp một cái người em gái của ngài A Nậu Lâu Đà đó, mà nói pháp cho cô đó nghe đó, mà 5 phút thôi đó, nó phát xong một cái cô có đắc được sơ quả A La Hán ngay lập tức. Không cần cần đi nhập Phật thất, không cần đi nhập thiền thất, không cần ngồi kiết gia, không cần niệm Phật, không cần gì hết đó. Hay áo xanh, được không? Sướng như sao? 16 triệu năm rồi, khi mà ngài Di Lặc Bồ Tát xuất hiện thế đó, ngài chỉ dạy một ngày một đêm là xong. Là hằng hà sa số người sẽ chứng đắc quả. Cái số người đó mà đắc được cái A La Hán quả nó nhiều thì nhớ không nổi luôn nữa.
dạy một ngày một đêm thôi là xong. Khỏe dễ sợ không? Thành thầy cũng mau ước mình tới lúc ngày Di Lặc Bồ Tát xuất thế, mình ra mình tới mình xin ngồi ngang tí thôi. Khỏe quá. Thiền thất chỉ trong mệt. Ông Thiên Hoang chỉ thầy chừng khó khăn không? Không bao giờ ông chỉ thầy là tìm mọi tìm tới tới ngày ngày Di Lặc Bồ Tát mà nghe ngài giảng pháp. Nó đợi một tí đi con. Thành ra cái ý nghĩa của mình sinh trước khi Phật xuất thế, sau Phật xuất thế là tu hành khó khăn lắm. Tại trước khi Phật xuất thế đó không có Phật pháp. Sau khi Phật xuất thế thì Phật pháp nó tàn tạ, không có thầy. Không có người nào mà thầy, vì thầy nào mà giỏi như Đức Phật được hết. Thành ra gọi là cái khó khăn của tu hành của mình. Cuối cùng số 8, thế gian biện thông. Mấy người ta hỏi dở vậy sao không biết gì hết đó. Thế trí biện thông. Thế trí biện thông nghĩa là sao? Cái người này á là cái người thông minh, ok, mà biết rất nhiều cái thế gian pháp. Đó là một cái khó khăn, đó là một cái nạn. Tại sao như vậy? Không tin. Vì thông minh, vì có cái miệng lưỡi, thành không có tin. Không tin. Một ngày một đêm thôi. Một ngày một đêm. Chứ không phải một ngày đâu. Đêm cũng dạy nữa. Ngày hấp tấp lắm, dạy một ngày một đêm xong húp cái tay anh khỏe ha, khỏe đi làm một ngày một đêm xong. Thì bởi vậy Di Lặc giỏi hơn nhiều. Phải một cái người mà đang cay đắng tại mình sinh sau cái Phật Thích Ca Mâu Ni, sao mình khen ổng được? Khi biết tại sao một ngày một đêm không? Nghèo mà ham ý. Nghèo mà tham. Gần đúng. Thế thì giờ rồi phải nói vắn tắt. Hồi đó mạng sống mọi người trung bình là sống 80.000 năm. Một người sống 80.000 năm. Một ngày một đêm là dài dằng dặn, một ngày cái đường chặt dài khổ, đợi nó dài, một ngày mà đợi đêm là khổ nó dài luôn đó. Ông nói sao thầy mà nói vô lý, thầy đâu phải biết hết đâu, thầy đọc chừng đó thôi, thầy nói chừng đó thôi. Sao? Hồi đó người tốt, thời đó người ta mạng sống dài thì người ta người tốt lắm, đúng. Thành không cần học nhiều mà đã đắc đạo, dễ sợ không? Thôi đó phước, thường là lớn dễ sợ. Đủ rồi, dạy người ta đủ đắc giải thoát là xong rồi. Đức Phật thường thì sự thật là Đức Phật rất là có thể nói là lười đi. Dạy xong là bỏ đi, không ngồi ăn uống trà, lại ăn gì đó, save ice nào đó. Thôi hướng công đức hiền.